câu nói truyền cảm hứng cho tôi chính là It's nice to be important, but it's important to be nice. Có nghĩa rằng của cho không bằng cách cho. Tôi tin rằng khi mà xã hội chúng ta đối xử với nhau bằng sự tử tế thì sẽ không còn bất cứ vấn đề nào, bất cứ con người nào đau khổ trên đời này. Và tôi tin rằng khi mà phụ nữ có được một sự giáo dục đúng đắn và có một tính cách, một cái tâm thì chắc chắn cô ấy có thể làm được những điều lớn lao.